Thưa quý vị, những năm gần đây, đời sống kinh tế của đại bộ phận người dân dần nâng lên, nên du lịch ngắn ngày, nhất là vào kỳ nghỉ cuối tuần, trở thành phổ biến. Biển Bà Rịa Vũng Tàu cũng không quá xa những tỉnh thành lân cận, nhất là với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giao thông thuận tiện, chỉ mất khoảng 2 giờ đi xe ô tô. Vì vậy, khách du lịch tìm đến Bà Rịa Vũng Tàu không còn phân biệt là mùa cao điểm hay là thấp điểm. Minh chứng là từ sau dịp lễ Quốc khánh đến nay, thông thường du lịch rơi vào mùa thấp điểm. Nhưng theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lượng khách đến tỉnh vẫn tăng với 1,18 triệu lượt, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nói đến du khách vào Bà Rịa Vũng Tàu, chúng ta nghĩ ngay đến trung tâm du lịch biển Vũng Tàu. Tuy nhiên, xu hướng này đã có sự chuyển dịch đáng kể. Điểm thu hút khách du lịch vào Bà Rịa Vũng Tàu thời điểm hiện nay lại không phải là thành phố Vũng Tàu. Từ đầu tháng 10 đến nay, công suất phòng tại khách sạn Green thành phố Vũng Tàu chỉ đạt khoảng 20%, doanh thu giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Để thu hút khách, Green đã đẩy mạnh phương thức bán phòng trên các kênh online, tăng cường kết nối các đối tác lữ hành chuyên đưa khách nước ngoài vào Việt Nam trú đông. Tuy nhiên, vẫn chưa có phản hồi tích cực nào về thị trường khách quốc tế. Ở thời điểm này năm ngoái, mỗi ngày khách sạn Green đón tối thiểu 20 khách Nga lưu trú dài ngày. Ngoài khách Nga, khách sạn còn có một lượng khách không nhỏ đến từ châu Âu hoặc Bắc Á. Năm nay, mặc dù đã vào mùa du lịch trú đông hơn nửa tháng, khách sạn chỉ đón lẻ tẻ vài lượt khách quốc tế, riêng khách Nga thì hầu như không có. Nguyên nhân chủ yếu thì tôi nghĩ là hiện nay do cái cơ cấu, cái nguồn cung của các sạn về du lịch quá nhiều. Rất nhiều những các loại hình lưu trú mới, cộng với lại nhiều các khách sạn, các dự án du lịch đã đi vào hoạt động. Nó tạo ra một cái dư thừa nguồn cung, nó tạo ra một cái lượng phòng tồn kho rất là lớn. Chính vì vậy mà các đơn vị phải rất là tích cực để cạnh tranh với nhau. Và với các cái nguồn cung đa dạng như thế thì lượng khách cũng có xu hướng dàn trải, không riêng từ thành phố Vũng Tàu, thì khách đã có xu hướng đi xuống các cái tuyến huyện, đặc biệt là ví dụ như là các cái địa danh như là Hồ Tràm, như là Long Hải. Đó, thì chính vì vậy mà cái lượng khách của các khách sạn ở thành phố Vũng Tàu nói chung và riêng khách sạn tôi thì đều có sự tăng trưởng âm so với năm 2018. Khách sạn Sammy ở 7 sao thành phố Vũng Tàu từ sau lễ 2 tháng 9 đến nay, công suất phòng giảm mạnh, giảm 30% so với thời điểm đầu năm và so với cùng kỳ cũng giảm 20%. Dù khách sạn đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu, tích cực kết nối trực tiếp với các công ty lữ hành, tăng cường hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Sự cạnh tranh và cái sự phân bổ về cái nguồn khách lưu trú, nguồn khách cũng bị chi phối nhiều. Hiện nay thì tôi thấy là cái kinh doanh của cái tỉnh của ngành du lịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta hiện nay thì sau 29 thì cũng rất là nan giải. Theo các khách sạn và cơ sở lưu trú tại thành phố Vũng Tàu, hai năm gần đây lượng khách đến Bà Rịa Vũng Tàu đang có sự dịch chuyển khá mạnh về các địa phương như Xuyên Mộc, Long Hải, Đất Đỏ, Châu Đức. Cùng với đó, sự phát triển của nhiều loại hình lưu trú cho thuê biệt thự, homestay, căn hộ du lịch khiến doanh số công suất buồng phòng của các khách sạn, cơ sở lưu trú tại thành phố Vũng Tàu cũng giảm đáng kể. Du lịch MICE, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện được kỳ vọng là sẽ mang lại hiệu quả cho nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tại thành phố Vũng Tàu, bởi Vũng Tàu thuận lợi về thời tiết, môi trường, cảnh quan, giao thông. Tuy nhiên, vẫn có rất ít cơ sở lưu trú du lịch Vũng Tàu tận dụng được ưu thế này. Và cùng với sự nhàm chán do thiếu các sản phẩm du lịch mới lạ, có thể giữ chân du khách thời gian dài, đã khiến cho du lịch thành phố Vũng Tàu vốn dĩ đã kém hấp dẫn, lại càng khó hút khách hơn trong mùa thấp điểm.